tồn nền văn hóa Việt Nam và cũng để giúp cộng đồng người Việt chúng ta có phương tiện truyền bá tin tức một cách hữu hiệu. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị chương trình Việt ngữ đầu tiên tại Nashville trên đài 19 Cable Comcast. Xin quý vị nhớ đón xem. Ladies and gentlemen, with the hope of keeping our Vietnamese culture alive to pass on to our young generation, this program is intended to distribute information, to teach the Vietnamese language, customs, culture, and to pay tribute to our motherland with songs, traditional dances, and the art of traditional Viet cuisine. We now present to you a program which we feel will contribute to the cultural richness of our new country, the United States. Because of the length of the program, we cannot speak both languages, Vietnamese and English. If you have any questions, please write to Vietnamese and Nashville at 5309 Franklin Pike, Nashville, Tennessee 37220. We will respond in English if you so request. We hope you enjoy the program. Huỳnh Hữu Ảnh xin kính chào toàn thể quý khán giả. Kính thưa quý vị, sau Hiệp định Geneva, Hồ Chí Minh, Lê Duẩn và bè đảng đã cai trị miền Bắc dưới một chế độ độc tài nhất của nhân loại. Cuộc chiến quốc tổng từ năm 1954 đến năm 1975 đã để lại biết bao đau thương, đổ vỡ, tan tóc cho hàng triệu gia đình hai miền Nam Bắc. Họ vi phạm Hiệp định Ba Lê, cưỡng chiếm miền Nam và làm chủ đất nước bằng vũ lực. Sau đó đã biến miền Nam trù phú và miền Bắc trở lại thời đồ đá. Họ xảo quyệt, lật lọng, giam cầm, hành hạ các quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Dân chúng phải ăn bo bo để sinh tồn. Đất nước lạc hậu, nghèo đói. Trong khi người dân miền Nam trải qua thời đệ nhất Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ngô Đình Diệm, một chế độ lựa chọn cán bộ, chuyên viên theo tiêu chuẩn tôn giáo, muốn thăng quan tiến chức, quyền cao danh vọng phải theo đạo Thiên Chúa, một hình thức dụ đạo, cưỡng đạo, dùng mật vụ thủ tiêu kẻ đối lập và vụ đàn áp Phật giáo đã đưa đến cuộc cách mạng làm sụp đổ chế độ gia đình trị, một chế độ bảo tàng hơn cả thực dân Pháp. Và trong thời kỳ đệ nhị Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Thiệu cũng không khá gì hơn, một chế độ tham nhũng thối tha, mua quan bán tước, dùng thủ đoạn thấp hèn của kẻ cầm quyền để giữ vững địa vị. Tuy nhiên, dù phải sống với hai chế độ như thế, nhưng hầu hết người dân miền Nam vẫn được no ấm, thở không khí tự do, đời sống no đủ. Quân đội miền Nam hào hùng bất khuất, oanh liệt và có thể so sánh với bất cứ quân lực nào trên thế giới mà không cảm thấy hổ thẹn. Những kẻ cuồng vọng làm tôi tớ cho chủ nghĩa Mác Lê phải đối đầu với một quân lực ưu tú miền Nam nhất quyết bảo vệ tự do bằng mọi giá, đã đưa nước Việt Nam thành một thí điểm thử vũ khí của các siêu cường Nga, Tàu và Mỹ. Kính thưa quý vị, đầu năm 1973, dưới sự sắp xếp chia sẻ quyền lợi của các siêu cường, Hoa Kỳ đã phản bội, bán đứng miền Nam, cắt giảm viện trợ quân sự, kinh tế. Và vào thời điểm đó, Nga, Tàu vẫn viện trợ ào ạt cho cộng quân. Chuyện gì đến sẽ phải đến, thiếu vũ khí, đạn dược, cộng thêm lệnh rút quân di tản quái đản của Tổng thống Thiệu năm 1975 đã
bức tử quan uổng một quân lực hào hùng, bất khuất trong quân sự thế giới. Lòng hy sinh dũng cảm, xả thân vì đất nước, lý tưởng bảo quốc an dân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa không thể thực hiện được, vì đồng minh đã phản bội, quay lưng và lãnh đạo hèn nhát, tồi tệ. Biết bao nhiêu gia đình có người thân đứng khác chiến tuyến. Trong cuộc chiến tương tàn đó, mỗi người phục vụ một lý tưởng khác nhau. Điển hình là đại quý nhảy dù của quân lực Việt Nam Cộng Hòa Phan Nhật Nam với cuốn sách nổi tiếng Mùa Hè Đổi Lửa. Hôm nay chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu với quý vị bà Dung Kran, một nhân chứng lịch sử vì lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa tự do dân chủ, đã dấn thân hợp tác với CIA, FBI, phá vỡ được mạng lưới tình báo của Cộng sản ở Mỹ và trên thế giới. Minh Thu xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả. Tự cổ chí kim, hầu hết những người phụ nữ A Đông sau khi xuất gia đều khép mình trong một thế giới nhỏ bé, thu gọn lại trong bổn phận làm vợ, làm mẹ, chăm sóc cho gia đình, lấy hạnh phúc chồng con làm hạnh phúc của mình. Nhưng tuần này chúng tôi gửi đến quý khán giả một trường hợp biệt lệ của một người phụ nữ A Đông cũng sống hạnh phúc hơn 30 năm với chồng con, nhưng song song với cuộc đời làm vợ, làm mẹ, bà còn là một gián điệp nhị trùng. Với lòng can đảm hiếm có, bà đã cộng tác với CIA, FBI để phá vỡ một mạng lưới tình báo của Cộng sản Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn vào năm 1977. Chính phủ Hoa Kỳ đã trục xuất Đại sứ Cộng sản Việt Nam Đinh Bá Thi của Liên Hiệp Quốc tại New York về nước, và sau bị tai nạn xe hơi mà chết với nghi vấn là Cộng sản thủ tiêu. Một nhân viên ngoại giao của Mỹ và một người Việt Nam tên Trương Đình Hùng là con của luật sư Trương Đình Du, cựu ứng cử viên Tổng thống miền Nam Việt Nam, bị kêu án 15 năm tù. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán giả bà Dung Kran. Em chào chị Dung. Chào Minh Thư. Xin chào quý vị khán giả của Đài 19. Đúng là quả đất tròn, gần hơn 30 năm bây giờ mới gặp lại chị. Chị là người bạn thân nhất của chị Mai em, nên hầu như là ngày nào chúng mình cũng gặp nhau. Em không nhớ là vì sao chúng mình mất liên lạc. Chị có thể dẫn em trở lại quá khứ từ ngày đó hay không? Mình tôi hỏi chị làm chị nhớ là hồi năm 1959, gia đình của em ở Sài Gòn xuống Cần Thơ. Dạ. Thì nhà của chị cách nhà em chừng không tới nửa mai nữa. Dạ. Chị với chị Mai vô học cùng một lớp với nhau, học dạ. Thất ở trường lúc đầu là trường Phan Thanh Giảng. Dạ. Mà một đứa là Bắc Kỳ, một đứa là Nam Kỳ. Dạ. Nhưng không hiểu tại sao hai đứa lại giống với nhau, cái tóc, cái tai, cái gì cũng giống nhau hết đó. Dạ. Thì chị mới hỏi chị Mai gì chứ, chị ở đây lâu chưa? Dạ. Chị Mai nói đó, tôi hả, tôi ở đây lâu lắm rồi. Dạ. Nói, mẹ, nếu mà ở đây lâu lắm rồi đó là tao phải biết mày chứ không làm sao được đó. Nhưng rồi từ lúc cái ngày gặp đó tới sau là chị với chị Mai như hình như bóng vậy. Dạ. Chị Mai ở nhà chị hoặc chị ở nhà chị Mai. Dạ. Rồi đi học cho tới năm 1964. Dạ. Thì lúc đó đó tự nhiên gia đình của em cũng dạ. trở về Sài Gòn. Dạ. Chị nghĩ là lúc đó chị Lan hết đi dạy ở Cần Thơ. Dạ. Chị, gia đình dọn theo là dọn theo chị Lan. Dạ. Thì lúc đi đó chị đi với má, chị với hết gia đình. Dạ. Rồi cứ mất liên lạc. Dạ. Nhưng mà tới chừng năm mất liên lạc cũng 1-2 năm thôi rồi. Dạ. Em á, chính em là người trở lại đi tìm tụi chị. Dạ. Thì em mới gặp em của chị là anh Hải Vân với dạ. Hòa Bình. Dạ. Rồi lúc đó là sau này tới năm 68 thì chị đi Mỹ. Dạ. Thì chị Mai đi riêng rồi chị Mai đi lấy chồng. Dạ. Rồi không gặp nhau nữa. Dạ. Nhưng mà mỗi năm sau năm 68 đó, mỗi năm chị về Việt Nam để dạ. đi ăn Tết với má chị. Dạ. Thì chị gặp lại chị Mai một lần. Dạ. Vậy thì sau năm 1975 thì toàn thể gia đình chị ra sao, và bây giờ có ở gần chị hay không hả chị?
Trước một tháng trước khi Cộng sản chiếm cứ miền Nam đó, dạ. Chồng của chị về Việt Nam để dạ. tìm cách rước mái chị với hai đứa em còn ở lại. Dạ. Bây giờ thì sau tháng 4 đó là dạ. mái chị với hai đứa em định cư ở nước Mỹ. Dạ. Trước khi chúng mình đi sâu vào chi tiết, xin chị cho em biết sơ lược về quyển hồi ký A Thousand Tears Falling, được dịch sang tiếng Việt Nam là 1000 giọt lệ rơi, với lời giới thiệu nồng nhiệt của ông Griffin Bell, nguyên là Tổng trưởng Bộ trưởng Tư pháp trong thời Tổng thống Carter. Nguyên thủy quyển hồi ký này là tiếng Anh dịch sang tiếng Việt hay là từ tiếng Việt dịch sang tiếng Anh? Cái quyển nhật ký của tôi hồi đi học tôi đem theo thì viết là bằng tiếng Việt Nam, nhưng sang Mỹ tôi viết nhìn đọc nhật ký rồi viết lại bằng tiếng Anh. Dạ. Thì cuốn sách xuất bản năm 1996 là tiếng Anh. Tại sao chị lấy tựa quyển hồi ký 1000 giọt lệ rơi? Chỉ có 1000 thôi mà tại sao không là 1001, 1002, 200.000 hay là 1.000.000 giọt lệ? Người của mình hay nói 1000, 1000 là nó nhiều ghê lắm chứ không phải 1000. Nếu mà nó 1001, 1002 đó thì mình bỏ bớt người này mình thêm người kia thành ra 1000 để cho nó biểu dương, nó trọn vẹn hết cái dân tộc của mình. Khi chị gửi gắm tất cả cuộc đời việc làm rất nguy hiểm của chị vào quyển hồi ký và in thành sách với mục đích gì? Và chị không nghĩ đến an nguy cho gia đình và bản thân chị hay sao? Thật tình đó tôi không sợ ai hết á. Dạ. Thật ra tôi viết cuốn sách thì tôi nghĩ là viết cuốn sách. Dạ. Cái ý định viết cuốn sách đó có hai ý định rõ ràng là dạ. viết để cho con của tôi nó biết tới nguồn gốc của người Việt Nam. Dạ. Với gia đình, dạ. riêng cá nhân gia đình tôi. Cái thứ hai nữa đó là tôi muốn viết để nhớ ơn ông bà với cha mẹ đã tạo dựng con người của tôi cho tới trong cái thời gian đó. Dạ. Đây không phải là một sản phẩm tưởng tượng mà có thể gọi là bí mật quốc phòng của Hoa Kỳ. Chỉ có cần phải có sự đồng ý của chính phủ Hoa Kỳ trước khi quyển hồi ký được xuất bản hay không? Có mấy thưa. Phải đợi 5 năm đưa cái bản thảo cho CIA, rồi CIA mới mời FBI tới thì họ giữ đó tới 5 năm sau họ mới cho phép đăng. Đây không phải là một sản phẩm tưởng tượng mà có thể gọi là bí mật quốc phòng của Hoa Kỳ. Chỉ có cần phải có sự đồng ý của chính phủ Hoa Kỳ trước khi quyển hồi ký được xuất bản hay không? Có mấy thưa. Phải đợi 5 năm đưa cái bản thảo cho CIA, rồi CIA mới mời FBI tới thì họ giữ đó tới 5 năm sau họ mới cho phép đăng. Trong quyển hồi ký đó chị viết đó, ba chị là dân biểu Cần Thơ trong Quốc hội Cộng sản, tên thật là Đặng Văn Quang, sau đổi là Đặng Quang Minh, hoạt động cho Cộng sản từ năm 18 tuổi, bị Pháp bắt giam năm 1930. Sau năm 1940 đến 1945 bị đẩy ra Côn Đảo. Năm 1954 rút về Bắc Việt làm ngành ngoại giao. Đến năm 1975 thì chức vụ ba chị là gì? Năm 75 thì thật tình là chị không biết. Dạ. Bởi vì những cái chuyện gì của ba chị làm từ ngày ba chị rời gia đình dạ. cho tới năm 75 chị không có biết. Mà thật ra đó chị cũng không muốn biết. Dạ. Nhưng chị có chỉ biết một điều chắc chắn là tại vì cái đó là những cái mà ba chị nói cho tụi chị nghe, dạ. báo chí nói thì chị mới biết. Bởi vì tụi chị sống trong cái gia đình mà mình biết ba mình là Cộng sản, dạ. ba chị có dạy một câu đó, mình không biết thì mình vô tội. Dạ. Thành ra tụi chị, cái thế giới của ba chị nó riêng với gia đình chị. Dạ. Chị chỉ biết ba chị làm đại sứ của Mặt trận Giải phóng miền Nam ở Liên Xô 7 năm. Dạ. Thì cái nhiệm vụ cuối cùng của ba chị đó, năm 75 chấm dứt ở Liên Xô, rồi dạ. ba chị về dạ. Sài Gòn. Đầu năm 1975 chị nhận được điện thoại từ một người Pháp tên là John Sagan từ Paris và xưng là bạn thân của ba chị. Làm chị nhớ lại là 3 năm trước đây chị cũng nhận được một số hình của ba chị chụp chung với Hồ Chí Minh
Lê Duẫn, Trường Chinh ở Mạc Tư Khoa và Mông Cổ. Và ông Pháp, người Pháp đó thúc giục chị mau mau tìm cách đem mẹ và em chị ra khỏi Việt Nam. Chị đã làm cách nào để đưa mẹ và em chị ra khỏi Việt Nam lúc đó? Trong lúc đó, đó chị chỉ có nói cho chồng chị biết thôi. Dạ. Chị nói là chị rõ ràng là chị được cái cú điện thoại như vậy. Bây giờ mà chị tin là cái ông đó, đó ông nói đúng. Dạ. Bây giờ thôi anh ráng về Việt Nam rước ba má, em má với mấy em qua giùm. Dạ. Thì ảnh thất vọng về cái câu nói của chị ra là chị nói miền Nam sẽ mất. Ảnh nói đó là cô lúc nào cô cũng nghĩ là quân lực Việt Nam Cộng Hòa đánh mặn, đánh hay. Thì làm sao mà cô ngồi đây cô có thể nói là mình sẽ thua. Nếu nói như vậy đó là cô không có, cô phụ lòng cái người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi nói không, tôi không có phụ lòng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà tôi biết là Cộng sản nó ăn ngang nói ngược. Nó nói nó sau hiệp định Ba Lê nó không đánh nữa nhưng mà nó đánh. Rồi bây giờ Mỹ bắt đầu rút lui. Thì không có làm sao mà mình đánh lại Cộng sản được hết. Trong khi mình không có viện trợ của Mỹ. Mà nó có viện trợ của Tàu với của Nga. Thì chồng chị chịu thua, chồng chị đi về Việt Nam để lo rước má chị. Chồng của chị đem một số tiền về Việt Nam. Anh mới nói đó, nếu mà có phải mua, nếu mà có phải hối lộ mấy cái ông Việt Nam của mình đó để mua visa cho má chị đi đó thì anh cần tiền. Thành ra anh đem theo một đống tiền, anh buộc cái chân anh á. Nhưng qua tới bển á thì ai cũng chạy hết rồi. Lúc 15-20 tháng 4 đó là ai cũng lo hết trơn rồi, họ đi không được nữa. Rồi thôi ảnh cũng, ảnh mới đi vô nói với tòa đại sứ Mỹ. Thì ảnh cũng nói rõ ràng là ba vợ của ảnh là ông đại sứ ở bên Liên Xô. Mà bây giờ đó ảnh cho người ta biết cái tin đó là Cộng sản sẽ lấy miền Sài Gòn. Thì họ đuổi anh ra khỏi tòa đại sứ. Họ nói đó trước hết đó, anh không có được cho cái tin thất thiệt như vậy. Cái thứ hai nữa đó, anh không có visa đi qua Việt Nam. Thì mà anh trở vô lần nữa thì kêu em bị bắt anh rồi sẽ cho anh ra tòa án quân sự. Nhưng mà anh Ron ảnh cứ đi vô đi ra trong đó hoài, có khi anh giả dạng ảnh là nhà báo. Ảnh mặc quần áo như nhà báo và ảnh đi lướt qua khỏi mấy người gác hết à. Thì ảnh cuối cùng ảnh gặp được một cái ông này, ông là CIA. Anh Ron mới nói với ổng, trả lời nữa cũng câu chuyện là ba vợ như vậy và giúp dùm cho tôi đem má vợ tôi với em vợ tôi đi. Thì cái ông này đó, ổng nghe anh Ron nói vậy đó, anh mới lôi anh Ron ngồi xuống nói chuyện. Thì ổng nói tôi cũng biết cái tin như vậy nhưng mà ông đại sứ đang bây giờ đó, ổng cũng biết nữa nhưng mà tất cả mọi người không có cho người miền Nam biết. Cho người ta biết rất có thể người ta bạo sẽ nổi loạn lên. Mà người Mỹ lúc đó rất là sợ người miền Nam của mình nổi loạn rồi giết họ hay là làm một cái gì nữa. Thành thử người Mỹ cứ tại người Mỹ giấu mà người miền Nam của mình bị kẹt lại rất là nhiều. Mà tại người tòa đại sứ Mỹ, tại ông đại sứ Mỹ mà biết bao nhiêu người Việt Nam mình chết ở mấy cái trại tù. Thành ra nhưng mà rồi cuối cùng đó có một cái ông CIA ông nói đó, bây giờ đi về Mỹ đi. Anh ở lại đây đó, anh bị đưa ra tòa, anh bị bắt này kia khó khăn lắm. Tôi hứa với anh đó, nếu mà một người Việt Nam được đi ra khỏi Sài Gòn là má anh là cái người đó. Thì xong rồi đó, anh Ron mới trở về Sài Gòn. Trở về nhà thì anh gọi điện thoại chị. Chị mới nói đó, anh Ron à, bây giờ đem má đi không được á, thôi bây giờ ráng làm sao người ta đưa evacuate mấy đứa nít, mấy đứa mồ côi. Mà tụi mình có bảo trợ một cái cô như diện đó, tên là cô như diện Minh Trí, ở trên ngã ba Chú Ý á. Thì thôi giờ anh chạy lên đó, anh làm sao anh rước mấy thằng nhỏ này đem lên trên phi trường Tân Sơn Nhất ra người ta chở nó đi.
Thì anh nói trời đất ơi, kêu tôi đi về rước má, rước hai đứa em, rồi bây giờ mấy trăm đứa nít nữa. Tôi nói thôi sẵn làm luôn. Thì ảnh lên trên đó, ảnh bắt được, ảnh đem được 300 đứa con nít lên phi trường. Rồi Mỹ không chịu rước, thì về Mỹ. Thì anh nói bây giờ ai nhận đó, chở đi giùm, thì người ta chở mấy đứa nhỏ này qua bên Úc. Thế rồi làm sao mà chị liên lạc với ông sếp của anh, ông... Thì lúc mà anh John đem mấy đứa nhỏ được rồi đó, anh John nói chung là bổn phận của tôi tới đây đó, tôi không có chấm dứt, nhưng mà tôi không còn ở đây được nữa, ngày mai tôi sẽ đi về Mỹ. Bây giờ ở bên đó đó, Dung kiếm cách khác đi. Thì chị mới nói đó, ở trong hải quân, mình ở trong quân đội, khi mà mình cần một cái sự giúp đỡ gì đó, mình không có đi đâu khác hơn là ngoài chỉ huy trưởng của chồng mình. Thì chị mới gọi cái ông này đó, ông là ông trung tướng của hải quân. Ông là cái người làm lớn nhất ở Hawaii lúc bấy giờ. Thì chị gọi điện thoại ổng, mà lúc đó đó ai cũng sợ, ai cũng, chị lúc đó gần như không phải là mất trí, nhưng mà không có còn biết lịch sự gì hết đó. 10 giờ sáng chị thứ Chủ nhật chị gọi ổng, thì cái người làm trong nhà đó mới nói là ông trung tướng đang ngủ. Tôi nói đó, gọi ổng dậy đi, chuyện này đó là nó có liên quan tới tính mạng của má tôi với em tôi, thành ra gọi ông đi. Thì cái ông thượng sĩ này nè, ông mới nói thôi được rồi, bà nói chuyện với vợ của ông tướng. Chị mới nói chuyện với vợ ông tướng, cái bà đánh thức chồng bà, thì chị cũng quýnh hết trơn. Rồi chị, ông trả lời điện thoại, thì chị cũng nói với ông là chồng của tôi là phi công của phi đoàn VP4, ba của tôi là cộng sản. Cái ông nói đừng có nói cái này trong điện thoại, cho tôi địa chỉ đi, 20 phút nữa tôi sẽ gửi người tới nói chuyện với bà. 20 phút sau thì con trung tám tới nhà, thì chị kể cho ổng biết, thì cái tính mạng của má chị nhất định là không có an toàn khi cộng sản vô rồi. Ổng nói ổng hiểu, nhưng mà bây giờ ổng làm sao. Tôi nói giờ ổng làm sao, ông rước má tôi ra khỏi Việt Nam trước khi cộng sản vô. Tôi hứa với ông đó là khi ông làm ông chính, tôi hứa với ông với nước Mỹ là tôi sẽ làm tất cả những cái gì trong cái khả năng của tôi khi nước Mỹ cần tới. Ông nói thôi giờ cái chuyện mà giúp nước Mỹ bỏ qua sao đi. Đang bây giờ đó hải quân giúp cô, để giúp bà đó, để đem má bà với chị bà qua đó, là trên cái tư cách của một gia đình hải quân. Giúp một gia đình hải quân. Khi chị nói về thân thế của chị cho chính phủ Hoa Kỳ được biết, làm sao mà họ tin là chị nói thật? Và lúc khi chị hứa chị sẽ làm việc cho họ, chị có bao giờ nghĩ đến ngày chị phải làm một gián điệp nhị trùng hay không? Khi chị nói cho người ta biết về ba chị, thì tên tuổi của ba chị nó đều có trong hồ sơ sổ bị đen của CIA hết rồi. Nhưng mà nó có một cái mà nó may mắn cho chị đó, là hồi chị lấy anh John, chị lấy anh John ở nước Mỹ, chứ không có lấy chồng ở Việt Nam. Thành ra khi mà ở Mỹ này mình đi lấy vợ lấy chồng, đâu có ai đi điều tra lý lịch của mình. Chị nói hết những cái về bà con dòng họ của chị, ở trên CIA nó có sổ, nó có như là một cái cây cổ thụ trong nhà chị, có cái nhánh nào đó là CIA nó biết hết. Thành ra không có cái gì để nó thắc mắc cả. Ngày xưa đó là ba chị là người chống Pháp. Trong đời sống trong gia đình nó có nhiều chuyện, có nhiều lúc có những bí mật này, có những người ở ngoài bắt vô thăm ba chị, gián điệp đi qua đi lại. Lúc đó chị còn nhỏ lắm, 8-9 tuổi thôi. Nhưng mà tại vì sống trong cái gia đình như vậy, trong cái hoàn cảnh như vậy, chị biết là làm gián điệp nguy hiểm. Nhưng mà không có cách nào khác hơn là chị phải hứa với người ta. Nhưng mà lúc đó người ta có nói với chị là chị phải làm gián điệp hay không? Không, ông trung tá hải quân ông cứ nói
là bà hứa như vậy, cảm ơn bà. Nhưng bây giờ tôi giúp bà đó là hải quân, một gia đình, đại gia đình hải quân giúp một gia đình của một hải quân thôi. Chị có phải trải qua một khóa huấn luyện nào của CIA hay không? Không, không có huấn luyện, nhưng mà trải qua 2 tuần lễ, người ta gửi một ông sĩ quan CIA từ Washington DC qua bên Hawaii, chỗ lúc đó chị ở, với lúc đó đó. Thì 2 tuần lễ đó đó, họ hỏi coi cái sự hiểu biết của chị về hoạt động của Việt Cộng. Chị có phải trải qua một khóa huấn luyện nào của CIA hay không? Không, không có huấn luyện, nhưng mà trải qua 2 tuần lễ, người ta gửi một ông sĩ quan CIA từ Washington DC qua bên Hawaii, chỗ lúc đó chị ở, với lúc đó đó. Thì 2 tuần lễ đó đó, họ hỏi coi cái sự hiểu biết của chị về hoạt động của Việt Cộng. Trước khi cái ông này ông đi về Mỹ, ông có nói với chuyện câu, ông nói đó tiếng Việt chị không biết nói là cái gì, nhưng mà ông nói đó là cô đó sẽ là một người dân, you are gonna be a one pain in the ass spy. Chị mới hỏi tại sao. Ông nói thường thường đó, tụi tôi không có thích mấy cái người spy mà họ có họ idealistic nha. Tôi muốn cái người spy đó làm cho tụi tôi lấy tiền, làm gì tiền, chứ tôi không có muốn người đó phục vụ cho một cái lý tưởng của người đó. Là tại vì khi mà một người gián điệp có lý tưởng đó, CIA nó không có lợi dụng được, mà rồi cứ gây lộn với CIA hoài à. Tại vì mình có cái lý tưởng của mình, chứ còn nếu gì vì tiền đó, nó thảy tiền cho mình rồi nó sai đâu mình làm đó thì dễ lắm. Nhưng mà chị có cái lý tưởng, thành ra nó nghĩ đó, chị sẽ là một người làm cho nó nhức đầu nhức răng suốt cái thời gian đó. Khi chị nhận công tác của tình báo Hoa Kỳ, đã nhiều lần chị phải sang Pháp để gặp gỡ những đảng viên cộng sản và những người thân cộng. Có phút nào chị nghĩ đây là bổn phận của một người dân vì lòng yêu nước chống lại xã hội chủ nghĩa, hay chỉ hoàn toàn vì lời hứa với chính phủ Hoa Kỳ khi họ cứu giúp gia đình chị ra khỏi Việt Nam? Trước hết đó là lời hứa, nhưng mà chị có cái may mắn là trong cái lời hứa của chị để chị trả ơn người ta, nhưng mà nó được trong cái hoàn cảnh mà vừa trả ơn cho người ta mà vừa phục vụ được cái cho cái ý, cái mộng của chị là mình phải lấy lại miền Nam. Trong gia đình chị có ai biết chị làm gián điệp hay không, và nếu họ biết thì cảm nghĩ họ ra sao? Không, trong gia đình chị lúc đó chỉ có chồng chị biết chị làm cho CIA thôi. Thì anh có phản đối hay có cái gì không? Không. Anh có phải là CIA hay không? Không. Anh là phi công. Chị có một người em trai tên là Hải Vân sang Mỹ học lái trực thăng năm 71 và đậu thủ khoa. Trước khi về nước thì bị tử nạn khi đang bay, đó là theo báo cáo của chính phủ Hoa Kỳ. Ba chị thì nghĩ người Mỹ thủ tiêu em chị, vì có lẽ họ đã biết thân thế của Hải Vân và sợ có thể Hải Vân sẽ đi theo ba chị, cũng giống như người anh lớn của chị. Riêng chị thì chị nghĩ sao về chuyện này? Khi mà ba chị gặp chị sau khi miền Bắc thông tin miền Nam đó, ba chị có nói là cộng sản nói cho ba, chính phủ của ngoài Bắc nói cho ba biết là CIA giết em chị. Chị nhìn ba chị mà chị tội nghiệp ba chị lắm, chị thương hại cho ông cụ, là ông cụ bị người ta gạt như vậy để chi, để cho ông cụ thù hận người Mỹ, nước Mỹ nhiều hơn nữa. Bởi vì không có cái thù hận nào bằng hận cái người giết con mình hết, thì chị thương hại ba chị lắm. Là bởi vì con của một ông đại sứ, con của một người đảng viên mà đi làm phi công của
trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái đó cũng như là một cái thao nước dơ tác cho mà Cộng sản. Chị đã nhiều lần được gặp bác trai ở Pháp và ở Nhật sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam. Trắng đen đã rõ ràng khi họ bắt nhốt hành hạ tất cả những sĩ quan của miền Nam. Cướp của giết người, lật lọng gian trá, đa số là ngu dốt. Lấy bạo quyền bịt miệng toàn dân. Có khi nào bác trai bày tỏ thái độ hoặc tiếc nuối đã đi lầm đường lạc lối hay không? Ba chị không bao giờ tiếc là ba chị đã chọn con đường đi làm cách mạng cho Việt Nam. Ba chị rất hãnh diện, rất tội nguyện là ba chị là Việt Minh. Rồi ba chị có nói lúc mà chị với gia đình với má nói tới Cộng sản trong miền Nam sau 75 đó, thì ba chị có nói là cái cuộc cách mạng này cần phải làm lại. Chị có một lý lịch rất đặc biệt. Cha là đại sứ của mặt trận giải phóng miền Nam. Anh trai lại là sĩ quan phòng không, sử dụng hỏa tiễn tầm nhiệt cũng của Cộng sản. Em trai là phi công miền Nam đi học ở Mỹ và chết ở Mỹ. Chồng chị lại là trung tá, phi công hải quân người Mỹ chính gốc. Chị được nuôi dưỡng và lớn lên ở miền Nam, làm việc với CIA của Mỹ và gài vào để lấy tin tức cho mạng lưới tình báo Cộng sản. Hai bên đều muốn lợi dụng thân thế của chị. Người Mỹ muốn ba chị và anh chị, Cộng sản thì muốn chồng chị làm việc cho họ. Làm sao chị giữ vững lập trường và nghĩ rằng chị đã đi đúng con đường? Chị biết chị đi đúng lập trường là gì? Cũng nhờ ba chị làm cái gương cho hết gia đình của chị, là ba chị là một người Việt Nam yêu nước. Cái sự yêu nước của mỗi người của mình đó, nó bắt đầu từ cái gia đình của mình. Ba chị là người yêu nước, má chị là người yêu nước. Thì nhờ chị yêu nước, chị mới thấy được cái nhu cầu của người dân. Còn chị biết chị đi đúng con đường đó. Tại sao yêu nước mà chị không đi theo ba chị? Bởi vì chị yêu nước, rồi chị được sống trong miền Nam. Chị sống trong cái hoàn cảnh rất là tự do. Thật ra cái người yêu nước tự do đó biết Cộng sản nó sai. Khi chuyện đổ bể ra, có phải vì ba chị là người của Trung ương Đảng Bộ gài vào trong mặt trận giải phóng miền Nam nên không bị trừng trị, hay là vì lý do nào khác? Cộng sản miền Bắc nó nhờ ba chị là người ngoại giao rất khéo. Trong lúc ba chị làm đại sứ thì ba chị được lòng của Liên Xô, bởi vậy tiền bạc thì cái nọ viện trợ của Liên Xô nó dồn tới nó cho Bắc Việt. Qua cái tài của ba chị làm đại sứ đó, nhiều nước khác nữa như Cuba, những cái nước ở Đông Âu người ta viện trợ Việt Nam rất là nhiều. Ba của chị có thể nói là một trong những người của mặt trận giải phóng miền Nam đã giúp cho miền Bắc rất là nhiều. Thành ra chị tin là, chị nghĩ là công trạng của ba chị rất lớn với họ, thành thử họ không có họ phân biệt ba chị với chị. Chức vụ cuối cùng của ba chị trong Đảng Cộng sản Việt Nam? Chị không biết mà thôi. Nhưng mà cái năm ba chị làm đại sứ Liên Xô 7 năm, cái năm cuối cùng là năm tháng 3 năm 1975. Sau 1975 thì chức vụ ba chị là gì cho tới ngày ba chị mất? Cho tới ngày ba chị mất á, thì ba chị ở trong thành phố. Chị cũng không biết ông cụ cái chức vụ là gì trong từ 75 cho tới năm 86 khi mà ba chị chết. Nhưng mà chị biết á, là những người lúc đó chưa có tòa đại sứ, chưa có biên ban giao với nhiều nước. Nhưng mà ở ngoại quốc, những cái nước cộng sản mà họ tới Sài Gòn đó, là ba của chị là cái người có trách nhiệm gặp, tiếp đón, giao tiếp với người ngoại quốc khi mà họ tới Sài Gòn. Sau đó ba chị có bao giờ liên lạc với gia đình nữa hay không? Có mình thôi. Chị
năm 1979 thì ba của chị cho gia đình bên này viết thơ cũng bí mật lắm, gửi qua viết tay không à, viết thơ tay gửi cho người quen ở bên Pháp, rồi bên Pháp gửi qua đây cho gia đình chị hay, đó là chính phủ sẽ phá cái nghĩa trang nô no, không phải nghĩa trang mà Đinh Chi mà nghĩa trang quân đội ở Biên Hòa. Thì theo ba chị thấy trong cái bản đồ đó, nó sẽ phá cái mộ của hải dân nữa. Thì ba chị nói đó là ba không có giúp được cho lấy mộ của hải dân, nhưng mà má ở Mỹ, má tìm cách đi. Thì má chị mới cười, má chị nói đó, ở Việt Nam làm ông lớn mà không có dời mộ của con mình được, kêu người bên Mỹ cầu cứu. Nhưng mà má chị nói như vậy là chua chát, nói vậy thôi chứ má chị không có cho ba chị một cái trách nhiệm nào hết á. Không có nói ông phải làm cái này, ông phải làm cái kia, không. Má chị đã sống một mình với mấy đứa con quen rồi, thành ra má chị gửi tiền về Việt Nam. Mà má chị gửi tiền hay lắm, má chị mai lấy 500 đô la đó, mai trong cái lưng quần của cái quần đàn ông. Mà giờ nếu may cái quần đó mà nói tôi có tiền ở trong này thì đâu có được. Má chị nghĩ ra một cách đó, là bây giờ mình mua cái quần ở bên Việt Nam không có ai mà bận cái quần jean mà số 40 hết á. Má chị mua cái quần jean số 40, má chị may 500 đồng ở trong cái lưng quần. Thì về tới nhà đó mấy người này nói cái bà già này sao mua cái quần kỳ kỳ vậy nè. Thành ra ba chị mới, anh của chị mới nói đó, không, má không có gửi cái quần này cho ai hết trơn á, bây giờ mình tháo cái quần này ra, có tiền ở trong á, thì tháo ra là đúng, có 500. Tại sao chị lại được giải thưởng một trong 45 tác giả đặc sắc nhất trong năm của Ủy ban Georgia Author of the Year Committee? Đây là cuốn sách đầu tiên chị viết. Hồi đó giờ chị viết chị ngắn rồi thôi. Thành ra chị cũng không hiểu, nên chị không có rành về cái văn chương ở nước Mỹ họ tổ chức thế nào. Thành ra khi mà chị được cái tin đó, nó là cái tin rất là ngạc nhiên, mà chị cũng còn mất hồn nữa khi mà cái ngày đi, cái đêm mà đi tới đó chị cũng không biết nữa. Và có phải vì việc phá vỡ mạng lưới tình báo Cộng sản Việt Nam mà chị đã được huy chương danh dự về thành quả phục vụ cộng đồng và đất nước trong Đại hội Toàn quốc Society Daughters of the American Revolution? Không, Minh Thu. Chị phục vụ người tị nạn Việt Nam, Miên, Lào từ năm 75. Người tị nạn đầu tiên mà chị phục vụ là má chị. Rồi sau đó, chị biết má chị bình yên rồi đó, thì chị nói với má là bây giờ con đi giúp người khác. Rồi chị đi giúp tất cả những người đó từ 75 cho tới bây giờ là năm 2005. Thì cái năm 98 đó, người ta lựa chọn ở trên nước Mỹ này những người nào là người vô quốc tịch Mỹ, phục vụ cái người đi trước rồi phục vụ cái người đi sau, để giúp họ cho họ hiểu biết về nước Mỹ, họ vô quốc tịch Mỹ, đời sống, nâng cao đời sống của người tị nạn, trở nên đời sống của một người dân Mỹ mới vậy đó. Thành ra cái hội đó nó cho chị cái huy chương đó. Với kinh nghiệm của chị thì chị nghĩ cái gì sẽ hủy diệt Cộng sản Việt Nam? Chị nghĩ cái bất công, cái nghèo nàn, mà mình cũng không phải là một người tiến bộ trên cái thế giới này, thì chừng đó chị nghĩ là người Việt Nam sẽ nhớ cội rễ của mình rồi họ sẽ đứng lên. Bây giờ cuộc sống chị ra sao? Chị rất hạnh phúc với chị, mà chị cũng rất hạnh phúc với những người xung quanh. Chị bây giờ chị vui lắm mình thôi. Điều nuối tiếc trong đời chị? Người Việt Nam của mình yêu nhau, thương nhau không có nói, mà chỉ biểu lộ bằng cái cử chỉ, bằng việc làm. Cái điều mà chị em hỏi chị đó,
chị nhớ ngay đó là chị hối hận nhất là lúc Hải Vân qua Mỹ năm 69. Chị gặp Hải Vân, chị mừng, cái chị đợi nó 2 tuần lễ lần, nhưng mà tới chừng chị gặp nó chị mừng quá đó, chị không có chạy lại chị ôm nó chị gì hết đó, mà gặp mừng rồi nhìn nhau rồi chạy lại nắm tay thôi chứ không có ôm. Cái đó là cái mà đó là lần cuối cùng chị gặp Hải Vân. Thành ra từ ngày anh Hải Vân mất cho tới bây giờ đó là 33 năm rồi. Nào chị cũng nói với con chị một ngày 20 lần là I love you. Tại vì mà chị rất tiếc cái điều đó, là cái mà chị nghĩ người Việt Nam của mình thiếu. Chị tiếc là chị không có nói với Hải Vân là chị thương nó. Nó biết chị thương nó. Nó đòi tiền đặng đi nhảy đầm chị cũng gửi qua Texas ha. Nó đòi tiền đi ăn tiệc thì chị cũng gửi xuống Savannah. Nhưng mà không có, cái tiền thì tới nhưng mà không có nói chị thương em. Nếu một ngày nào đó con trai chị hỏi chị tại sao bây giờ quê hương mẹ đã thanh bình mà mẹ không về trở lại thăm quê hương, thì chị sẽ trả lời ra sao? Con của chị nó không bao giờ hỏi câu hỏi đó, bởi vì con của chị nó cũng biết ở Việt Nam cộng sản giết hại người dân, cộng sản giết hại đất nước, mà cộng sản cũng giết cái văn hóa của Việt Nam. Con của chị nó ghét cộng sản lắm, thành ra không bao giờ con chị nó sẽ hỏi chị câu đó. Em xin cảm ơn chị đã dành cho Đài Truyền hình Việt Nam một chút ít thời giờ và hy vọng chị em mình sẽ gặp nhau nhiều hơn. Xin cảm ơn chị và xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả. Cảm ơn Minh Thu đến với chị. Cảm ơn quý vị thính giả. Hạt mưa trên lá, nước mắt mẹ già, lá cha đầm đìa trên xác con lạnh giá. Giọt mưa trên lá, nước mắt mặn mà, thiếu nữ mừng vì tàn chiến tranh trông về. Kính chào quý vị, tôi là Huỳnh Hữu Sanh, phụ trách phần kỹ thuật cho Đài 19 Truyền hình Việt Nam trên Nashville. Kính chào quý vị, tôi là Bảo Nguyễn, phụ trách phần editing và Đài Truyền hình Việt Nam tại Nashville. Đài Truyền hình Việt Nam phát hình 6 lần mỗi tuần. Thứ hai từ 6 giờ 30 tối đến 7 giờ tối. Thứ năm từ 10 giờ sáng đến 10 giờ 30 sáng. Và cùng ngày từ 8 giờ tối đến 8 giờ 30 tối. Thứ sáu từ 3 giờ chiều đến 3 giờ 30 chiều. Và thứ bảy từ 1 giờ trưa đến 1 giờ 30 trưa. Và chủ nhật từ 9 giờ tối đến 9 giờ 30 tối. Xin quý vị nhớ đón xem.